Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn triển khai hướng dẫn và đánh giá đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tham dự có hơn 200 học viên là đại diện các sở ngành liên quan, lãnh đạo ủy ban dân cấp xã và cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới. Các học viên được tiếp cận nội dung triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới từ tiêu chí số 1 đến số 19 và quy trình đánh giá đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới đối với cấp xã, cấp huyện. Qua đây giúp học viên nắm rõ các văn bản cũng như bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Từ đó, áp dụng xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể ở từng địa phương, phấn đấu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong thời gian đến.